Bên ngoài trời vẫn còn tối, gần 2 giờ sáng rồi. Bạn đi ra ngoài và ngước lên bầu trời. Và đây rồi, vầng trăng tròn và sáng. Bạn có thể cho rằng mình biết nhiều về vệ tinh tự nhiên của trái đất. Nhưng để tôi hỏi bạn điều này, nó hình thành như thế nào? Câu trả lời là không ai biết, nhưng tất nhiên có những giả thuyết rồi. Giả thuyết phổ biến nhất được gọi là thuyết tác động khổng lồ, cho rằng mặt trăng hình thành trong một vụ va chạm giữa trái đất và một hành tinh khác. Hành tinh này phải nhỏ hơn trái đất, tầm kích thước của sao hỏa, và bản thân vụ va chạm có lẽ đã xảy ra khoảng 4,5 tỷ năm trước. Một giả thuyết khác được gọi là giả thuyết bắt giữ, cho rằng mặt trăng từng là một tiểu hành tinh hoặc thiên thể lang thang. Nó được hình thành ở một nơi khác trong hệ mặt trời. Khi nó đi ngang qua trái đất, nó bị lực hấp dẫn của hành tinh chúng ta hút lại. Nhưng bật mí nè, hành tinh của chúng ta và mặt trăng có những điểm tương đồng đáng chú ý về đồng vị và hóa học. Vì vậy, chúng phải có một lịch sử liên kết nào đó, có nghĩa là mặt trăng không thể được tạo ra ở nơi khác. Các chuyên gia khác cho rằng vào một thời điểm nào đó trong quá khứ, trái đất quay nhanh đến mức một số vật chất của nó bị vỡ ra. Vật chất đó sớm bắt đầu quay quanh hành tinh của chúng ta, đó là cách mặt trăng xuất hiện trên bầu trời. Nhưng một lần nữa, lại có vấn đề. Trong trường hợp này, tỷ lệ và loại khoáng chất trên mặt trăng sẽ phải giống như trên trái đất, nhưng có sự khác biệt nhỏ. Mặt trăng giàu vật chất hình thành rất nhanh ở nhiệt độ cao. Còn một giả thuyết nữa, và nó có lẽ ít thú vị nhất. Nó tuyên bố rằng vệ tinh tự nhiên của trái đất đơn giản xuất hiện cùng với trái đất trong quá trình hình thành hành tinh của chúng ta. Rõ như ban ngày. Nhưng ngày nay, có một câu hỏi cấp bách hơn khiến các nhà thiên văn bận rộn. Mặt trăng thực sự là vệ tinh của trái đất hay đây là hai hành tinh song sinh? Mặt trăng lớn so với hành tinh của chúng ta, khoảng 1/4 kích thước trái đất. Đó là lý do tại sao một số chuyên gia gọi hệ hành tinh của chúng ta là hành tinh kép. Nhưng điều đó đúng tới đâu? Nếu chúng ta muốn tìm ra nó, ta cần đưa ra được định nghĩa cho từ hành tinh. Theo Liên minh Thiên văn Quốc tế, một hành tinh là một thiên thể không gian quay quanh mặt trời, đủ lớn để có hình dạng gần tròn nhờ lực hấp dẫn của nó và đã dọn sạch vùng xung quanh quỹ đạo của nó. Thế còn vệ tinh thì sao? Đó là một vật thể trong không gian quay quanh một thiên thể lớn hơn. Nếu chúng ta lấy hệ thống trái đất, mặt trăng, trọng tâm của nó được gọi là tâm baryon, nằm bên trong trái đất. Đó là lý do tại sao hiện tại chúng ta không thể nói rằng chúng ta đang sống trong một hệ thống hai hành tinh. Theo định nghĩa này, mặt trăng là vệ tinh của hành tinh chúng ta. Bây giờ, chúng ta hãy trở lại quá khứ, tầm 3 hoặc 4 tỷ năm trước ấy. Mặc dù mặt trăng không phải là một hành tinh, nhưng rất có thể nó có một bầu khí quyển đầy đủ. Nó hình thành vào thời điểm các vụ phun trào núi lửa mạnh làm rung chuyển vệ tinh của chúng ta. Khí lan rộng khắp bề mặt mặt trăng, và nó diễn ra quá nhanh khiến chúng không có đủ thời gian để thoát vào không gian. Vào thời điểm đó, bề mặt mặt trăng được bao phủ bởi các lưu vực chứa đầy đá ba gian núi lửa. Cứ tưởng tượng những chùm magma khổng lồ bay vút lên không trung, rơi xuống đất và tạo ra các dòng dung nham. Đó là cách các bồn ba gian xuất hiện trên bề mặt mặt trăng. Tại một thời điểm, các nhà khoa học đã chạm tay vào các mẫu được mang từ mặt trăng. Họ phát hiện ra rằng dòng dung nham ở đó không chỉ chứa carbon monoxide và lưu huỳnh mà còn chứa các khối nước nữa. Nhờ các mẫu này, các nhà nghiên cứu tính toán được lượng khí bốc lên và hình thành bầu khí quyển. Nó trở nên dày nhất vào khoảng 3,5 tỷ năm trước và tồn tại trong khoảng 70 triệu năm. Sau đó, bùm, bầu khí quyển bị mất trong không gian. Nhưng điều gì thú vị nhất ư? Khi mặt trăng có bầu khí quyển, vệ tinh này ở gần hành tinh của chúng ta hơn từ 3 đến 10 lần. Một mô phỏng trên máy tính thậm chí còn gợi ý rằng mặt trăng có thể ở gần hơn tới 19 lần so với hiện tại. Khoảng cách giữa nó và hành tinh của chúng ta có thể là 30.000 km. Trong khi ngày nay, vệ tinh của chúng ta cách xa khoảng 386.000 km. Đó là lý do tại sao mặt trăng trông lớn hơn rất nhiều trên bầu trời. Thật không may, vào thời điểm đó, thậm chí không có khủng long nào ở xung quanh để chiêm ngưỡng quang cảnh ấy. Ngày nay, bầu khí quyển của mặt trăng gần như không tồn tại.
Và đó là lý do tại sao vệ tinh không thể tự bảo vệ mình khỏi thiên thạch. Bề mặt của mặt trăng được rải rác với miệng núi lửa. Để so sánh, có khoảng 190 miệng hố va chạm đã được xác định trên hành tinh của chúng ta. Nhiều trong số chúng bị che khuất bởi thảm thực vật hoặc bị nước bao phủ. Nhưng nếu chúng ta nói về mặt trăng, thì con số còn lớn hơn nhiều. Vài triệu nha! Và khoảng 5.000 trong số chúng dài. Quay lại lúc các sứ mệnh Apollo được thực hiện, các phi hành gia trở về từ mặt trăng đã tuyên bố rằng bụi mặt trăng, loại bụi giống như cát xám bao phủ phần lớn bề mặt của vệ tinh này, có mùi và vị giống như thuốc súng. Vâng, họ thực sự đã nếm thử, nhưng thứ tạo ra bụi mặt trăng không giống như thuốc súng. Khoảng một nửa thành phần của nó là thủy tinh silicon dioxide, có từ các vụ va chạm với thiên thạch. Chúng va vào bề mặt mặt trăng với tốc độ đáng kinh ngạc. Wow! Nhiệt độ cao khiến lớp đất mặt kết dính thành thủy tinh và tác động trên khiến nó vỡ ngay sau đó, tạo ra lớp bụi xám và bám dính. Thành phần còn lại của bụi mặt trăng là các khoáng chất như sắt, canxi và magie, trong khi thuốc súng ngày xưa bao gồm chủ yếu là diêm tiêu, than củi và lưu huỳnh. Nói cách khác, bụi mặt trăng không thể có mùi giống thuốc súng, nhưng lại đúng như vậy. Ngoài ra, khi các phi hành gia mang những mẫu bụi này về trái đất thì không còn mùi gì cả. Một cách giải thích đó là mặt trăng giống các sa mạc cát trên trái đất như sa mạc Sahara ở một điểm là cực kỳ khô cằn. Khi bạn hít không khí trong sa mạc, bạn không ngửi thấy gì cả. Nhưng nếu bạn bị mắc mưa, độ ẩm sẽ làm bốc lên đủ loại mùi mà trước đó bị giữ lại trong cát khô. Đối với bụi mặt trăng, có thể cũng tương tự. Khi ở trên bề mặt của mặt trăng, nó hoàn toàn không có mùi, nhưng không phải là vì các phi hành gia ngửi nó khi đang mặc bộ đồ vũ trụ. Tuy nhiên, khi được đưa vào bên trong mô đun hạ cánh, bụi tiếp xúc với độ ẩm trong không khí và bắt đầu phát ra mùi lạ. Một lý do khác có thể là do phản ứng của bụi mặt trăng với gió mặt trời. Các hạt bị ion hóa từ mặt trời và chạm với bề mặt trống không của mặt trăng và ở lại đó. Không có bầu khí quyển dày đặc để bảo vệ bụi mặt trăng khỏi các ion. Vì vậy, chúng di chuyển tự do xuống mặt đất. Chúng rất nhẹ nên có thể bay đi và gần như bốc hơi sau những va chạm, dù là nhỏ nhất. Và khi các phi hành gia mang những mẫu bụi mặt trăng đến mô đun hạ cánh, những hạt đào có thể đã bắt đầu bay xung quanh và tỏa ra mùi đặc biệt. Điều này cũng có thể giải thích vì sao các mẫu bụi không giữ được mùi khi đưa trở về trái đất. Vì các hạt này rất nhẹ nên có thể chúng đã bay ra khỏi các mẫu bụi ở trong mô đun hạ cánh, và khi chúng được đặt trong các hộp kín khí sẽ còn rất ít hoặc không còn ion nào sót lại. Một lời giải thích khác đó là những hộp kín khí rốt cuộc không kín lắm. Bụi mặt trăng về cơ bản là những tinh thể rất nhỏ với các cạnh cực kỳ sắc nhọn. Chúng vô tình tạo ra những vết cắt nhỏ trên các miếng niêm phong, khiến không khí và hơi ẩm lọt vào. Cũng như các hạt bị ion hóa lọt ra khỏi hộp. Các nhà khoa học tin rằng họ nên nghiên cứu bụi mặt trăng ngay trên bề mặt của vệ tinh này để hiểu hết về đặc tính của nó. Có hàng trăm nghìn hố va chạm trên bề mặt mặt trăng do các tiểu hành tinh rơi xuống tạo thành, nhưng một trong số đó đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Hóa ra, nó không chỉ là hố va chạm mà còn là một đường ống, trông giống lối vào một hệ thống hang động. Các nhà khoa học đã tìm thấy một kiểu tiếng vang đặc biệt cho thấy có một khu vực trống không bên dưới. Họ còn phát hiện ra nhiều mẫu tiếng vang ở một vài nơi gần hố. Vì vậy, có thể có nhiều đường ống mặt trăng ở đó. Nhưng trong đường ống lớn này, bạn có thể đặt cả một sân bóng đá. Các nhà nghiên cứu tin rằng có thể có cả một thế giới thần tiên địa chất dưới bề mặt. Nó có thể là nơi trú ẩn tốt cho các phi hành gia hạ cánh trên mặt trăng, hoặc thậm chí là bến cảng cho sự di dân lên vệ tinh này. Không ai có thể ở trên mặt trăng hơn 3 ngày do các điều kiện ở đây. Chênh lệch nhiệt độ lớn, bầu khí quyển thấp, không có từ trường để bảo vệ sự sống trên bề mặt khỏi những thứ như bức xạ hoặc gió mặt trời. Các phi hành gia mặc bộ đồ vũ trụ, chúng không thể bảo vệ họ được lâu, nhưng ống dung nham thì có thể. Khi một dòng dung nham nguội đi, nó sẽ tạo ra một lớp vỏ cứng, sau đó dày lên tạo thành một mái nhà trên chính dung nham đó. Dòng dung nham tiếp tục chảy, nhưng khi ngừng, nó có thể cạn kiệt, và đó là khi một ống rỗng xuất hiện. Trái đất cũng có các ống dung nham, nhưng không lớn bằng ống tìm thấy trên mặt trăng. Vào năm 1178, khi đó tôi chưa sinh ra, có ít nhất 5 người ở nước Anh tuyên bố rằng họ đã nhìn thấy mặt trăng bị tách làm hai từ điểm trên cùng. Lúc xảy ra sự kiện này, nó có hình lưỡi liềm.
Khi vết nứt rộng ra, lửa bắt đầu bùng lên từ đó. Một nhà sư ghi chép lại sự kiện này đã mô tả rằng có một ngọn đuốc rực cháy bùng lên, phun ra lửa, than nóng và tia lửa. Sau đó, mặt trăng bắt đầu di chuyển xung quanh và dao động, nhưng nhanh chóng dừng lại và chuyển sang màu tối hơn một chút. Tuy nhiên, sự kiện này đã không nhận được nhiều sự chú ý từ các nhà khoa học cho đến nửa sau của thế kỷ 20. Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu, ghi chép và phát hiện ra có một hố va chạm khổng lồ rộng 22,5 km trên bề mặt mặt trăng tại vị trí được mô tả trong cuốn sách. Chỉ một tiểu hành tinh rất lớn mới có thể để lại vết sẹo như vậy trên mặt trăng. Và khi điều tra kỹ hơn, họ phát hiện hố xuất hiện khá gần đây. Theo tiêu chuẩn thiên văn, trên thực tế, có thể nó đã xuất hiện khoảng 800 năm trước. Nhưng trong trường hợp này, hàng triệu mảnh vỡ từ tiểu hành tinh và mặt trăng cũng sẽ va vào trái đất. Và sau đó mọi người sẽ thấy một trận mưa sao băng tuyệt đẹp. Nó sẽ rất sáng và những ký ức về nó chắc chắn sẽ nằm trong kho lưu trữ. Nhưng chuyện này đã không xảy ra. Bên cạnh đó, nhiều nhà khoa học cho rằng hố va chạm không trẻ như bề ngoài của nó. Giả thuyết phổ biến và hợp lý nhất đó là nó khoảng 1 đến 10 triệu năm tuổi. Nếu nó mới xuất hiện khoảng 800 năm trước, thì nhiều khu vực trên bề mặt của mặt trăng trong và xung quanh hố va chạm này sẽ vẫn phải còn ấm. Lời giải thích hợp lý nhất cho những gì đã xảy ra vào năm 1178 là những người quan sát đã vô cùng may mắn khi nhìn thấy một tiểu